Chào mọi người đã quay trở lại với kênh DNA Home. Hôm nay mình xin chia sẻ đến mọi người quá trình để hoàn thiện một công trình, bắt đầu từ mô hình 3D SketchUp cho đến công đoạn đưa mô hình 3D SketchUp vào Lumion để gã vật liệu, tạo cảnh quan như cây cối, đèn chiếu sáng, cách đưa người, xe cộ vào công trình, tạo hiệu ứng, cách xuất file ảnh và video để tạo ra một đoạn phim trong Lumion. Phần này gồm 4 video. Video đầu tiên là giới thiệu đến mọi người trình tự đưa mô hình 3D SketchUp vào Lumion. Phần 2 là phần gã vật liệu cho công trình. Phần 3 là tạo cảnh quan cây cối, người, xe cộ. Và phần cuối cùng là tạo hiệu ứng, cách xuất file ảnh và video. Với video này, mình bắt đầu với phần 1. Trình tự để đưa mô hình SketchUp vào Lumion. Bắt đầu với công trình quán cà phê Xuân Vườn đã hoàn thiện từ nội thất cho đến ngoại thất. Trước tiên, mình cần tách các lớp hạng mục của công trình thành các layer riêng lẻ để lúc đưa vào Lumion có thể dễ dàng quản lý, giúp tăng hiệu suất làm việc. Bước đầu tiên vào Import. Chọn thư mục chứa layer hạng mục công trình cần đưa vào Lumion. Tiếp đến, chọn thư mục cần chứa dự án. Click OK. Tiếp theo, cần tạo một tọa độ chuẩn cho hạng mục này. Đồng thời, cần đặt tên cho hạng mục của dự án để dễ dàng quản lý sau này. Các hạng mục tiếp theo của công trình cũng làm các bước tương tự như vậy để đưa toàn bộ mô hình quán cà phê Xuân Vườn vào Lumion để được một công trình đầy đủ các hạng mục hoàn chỉnh như video. Thank you.
Như vậy, với các thao tác đơn giản đã trình bày, mình đã hoàn thành xong phần 1, trình tự để đưa mô hình từ SketchUp vào Lumion. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh DNA Home. Hẹn mọi người phần tiếp theo của video nhé.